Cái sơ đồ này đánh đầu rất là ngon nha. Anh em nào mà có những cái con đá cánh như kiểu Perisic ấy, đấy, như là bạn Toàn đấy. Cái sơ đồ này đánh đầu ngon cực anh em ạ. Dê bóng xuống biên tạt bên kia. Và nhanh. Tôi đã nói với anh em là sơ đồ này đánh đầu rất sướng. Nhưng mà phải có mấy thằng to cao. Cánh thoáng. Chạy đi đâu? Trời ơi. Sơ đồ chuyên đặt cánh đánh đầu đó. Cứ cầu thủ nào cao to cộng với lại là chỉ số vô lê đánh đầu tốt là đớp thôi. Nó ra 2-0 đó. Yeah. Capri. Yeah. Capri. Hungry. Hungry đá đậu hay. Very sick. Very sick. Oh. Yes, Capri. Áp luôn được, anh chỉ sợ là không có người đá. Đấy. Những cái góc như này FD rất là dễ vào. Dưới 1 triệu thì nhiều lắm. Nhưng mà theo tôi thì đáng mua thì anh em nên mua con Gale Hone. Con mà tôi đang dùng đây này. Con này nó trị. Nói chung là build của nó xứng đáng để anh em bỏ tiền 800.000. Link mua có ở phần gọi là những cái bài post của mình ở trong group HND. Đến cái phiên bản 9.6 mà anh em mình đang chơi thì mới là cái bản ổn định nhất. Tức là sau rất nhiều lần update, 6 lần update thì nó mới có một cái bản gọi là chơi được. Đấy, anh em mình vẫn đang chơi cái bản này từ 9.0 cho đến 9.6. Thì anh em thấy là cái giai đoạn 9.0, 9.1, 9.2 các thứ, cái thời điểm đấy nó update rất là nhiều để nó sửa lỗi liên tục. Nhưng mà cái 9.6 này nó tồn tại được khá là lâu, đâu đấy khoảng 3-4 tháng gì đấy rồi. Nó tương đối ổn định rồi. Việc thay đổi gameplay là việc luôn luôn nó phải làm. Kể cả nó đã tạo ra một cái gameplay là ổn định rồi thì nó vẫn sẽ phải thay đổi gameplay tiếp theo, thì anh em mới có hứng để chơi tiếp. Luôn luôn thay đổi. Và mỗi lần thay đổi một cái gì đấy nó lớn lớn thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều lỗi. Bao giờ cũng thế. Gọi là đá banh cao mà hiệu quả. Cái meta hiện tại thì 10 ông đá phải đến 7 ông tạt rồi. Phải tạt thôi. Vận động viên Hàn Quốc đá 10 người đá thì 12 thằng tạt. Cái gì nó là meta là người ta dùng hết. Nó vậy. Thế nhưng mà cái bản này thì nó vẫn đang là một cái dạng nó khá là cân bằng, khi mà anh em họ cũng hoàn toàn có thể tấn công trung lộ được, sút xa các thứ vẫn sút được, dây giáp vẫn được. Nó vẫn hơi lệch một chút về đánh đầu ấy, nhưng mà đánh đầu thì nó rủi ro, ông nào mà tạt dở thì lại oảng, đúng không? Ông nào mà tạt dở, mẹ tạt không đến đầu thì chả chết, chả thua à.
chứ còn tạt được thì đấy lại nó lại là đớt luôn. Đấy, em mình tờ bí ơi. Cái bản ZW là có bản là cái bản 9.4 em ạ. Cái đấy nửa năm rồi. Bản đấy thì nhức nhối mà, bản đấy hậu vệ thì bố của ngu. Chứ đấy, hôm nay thì tôi cũng rất cảm ơn bao nhiêu anh em mà ngồi xem. Nhưng mà từ đêm đến giờ là tôi trả được mấy cái donate cả, đói vãi cả nồi. Đồ giặt thì đi ạ. Sáng mai biết ăn cái gì đây. Doanh thu kênh như này thì lấy cái gì mà giveaway cho anh em đây. Lỗ lắm rồi. Zidane. Yeah. Cú sút ở tư thế rất khó của Zidane. Hơi với một chút nhưng vẫn vào. Nào. Túi giận. Audio. Con gì đây? Ozak. Ngon luôn. Kaka. Hoàng Anh gửi 10.000 lớp Joe Baby. Ơ mà hình như Ozer không được nào thích đúng không ạ? Có chứ. Con Sebio là T4M thích. Cũng gọi là cái cơ hội. Bảo may mắn thì không phải. Đấy là một cái cơ hội để cho team 7TV họ có được một cái line up khá là ngon về mặt cầu thủ. Anh em nào mà còn nhớ ngay cái hôm đầu tiên mà tôi test con Henry này. Trời ơi, nó mê ly luôn ạ. Yêu ngay từ phút ban đầu. Cho đến thời điểm này thì để mà nói về cái những cái quả mà đỡ bước 1 rồi, rồi sử dụng skill nút Mac thì Hungry với lại là Pele cả hai con lúc này tôi thấy mượt nhất. Hungry thì là phải phiên bản ITM, còn Pele thì kể cả là các bạn dùng mùa thường cũng ngon. Mùa 2-3 New Gen có mấy con hậu vệ thì hậu vệ bây giờ mà nó ngu thì nó phải khỏe mà, cho nên là 2-3 New Gen này quá phù hợp. Van der Ven, Onana, Bassi các thứ ngon vãi. Yo, Zinedine Zidane, Kaka ITM đấy em ơi, quả đấy Kaka hay con phóng chẳng bao giờ qua được. ITM đấy. Weekend mùa giải nó may nó đá như vậy thì chắc chắn là nó có thế. Một mùa nữa mà anh em có thể mua được đấy là mùa 23U. Khả năng cao là Harry Kane sáng mai cũng sẽ được tăng chỉ số. Cụ thể như thế nào thì cũng chỉ là tôi đoán thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ được tăng chỉ số. Tăng như thế nào thì tôi không thể trả lời anh em ạ. Ra là Kane nó đá vẫn hay mà, và Bayern bị loại là có nhiều yếu tố chứ, tội cho mình con Kane thì tội nó quá. Đến buổi thứ hai là bị thì anh nghĩ là cái chỉnh lực cần nó cũng là một vấn đề đó. Có thể là cái người kia người ta chỉnh cái lực, người ta vặn nó chặt quá. 50.000 đồng Việt Nam được cốt 75 Kane E21 cộng 8 thì sao xếp? K21+8 thì hy vọng là giải này nó đá hay. Thì dù sao hay nữa thì mấy thằng em team solo thì nó cũng chơi thân với tôi, thì tôi cũng mong là nó có kết quả tốt. Chứ còn tôi không tin con Harry Kane đấy nó hay nữa rồi anh em ạ. Đến thời điểm này thì không. Cách đây độ 1 năm thì con Harry Kane E21+8 thì nó vẫn còn ok. Nhưng mà đến thời điểm này thì là câu chuyện khác hoàn toàn rồi. So với mặt bằng chung của server thì con Harry Kane E21 nó không còn ngon nữa. Hãm đói thì sao?
Thế thì để Gulit. Vì tôi là Gulit. Cái việc mà update chỉ số thì không cần bảo trì nhé bạn. Bởi vì cái database nó đã có sẵn rồi. Phải thằng Ri dê kìa, sướng vậy. Cái điều đáng nói ở đây là Dortmund dù thắng hay thua thì cũng có nhiều tiền đấy anh em ơi. Thứ nhất là nếu mà thắng thì có danh hiệu thì đương nhiên rồi, danh hiệu thì quá là cao quý rồi. Nó cũng nâng tầm đội bóng lên, cái fame nó cũng to. Đấy. Nếu mà xét về giá trị thương mại và hình ảnh thì nó quá là đỉnh cao rồi. Với Dortmund. Thế nhưng mà giả sử Dortmund có thua thì họ vẫn được bonus thêm cái tiền. Mời xếp chai nước cho đỡ khát. Ok ok, mình cảm ơn. Nếu mà giả sử Dortmund có thua thì họ vẫn được cái tiền bonus trong cái hợp đồng của Bellingham. Thế thì họ là họ cũng bú anh ạ. Arsenal bán được Thierry Henry và cầm toàn bộ số tiền đó mua Eduardo da Silva. Nhiều người thì sẽ nói là ô, tại sao lại bán một vị thần của một câu lạc bộ để mua một thằng đơ về, vừa lùn vừa bé, nhìn nó lại bẩn bẩn. Nhưng da Silva thực sự đá rất hay. Thế thì sau này thì cái bản hợp đồng đó vẫn là một cái bản hợp đồng tính tổng thì là thất bại, bởi vì anh ấy gặp một cái chấn thương quá nặng và sau này không thể nào mà quay trở lại được với đỉnh cao. Hoàng Anh gửi 10.000 lớp dù baby, anh nghĩ ngoại hạng anh có nên bỏ qua không anh? Anh nghĩ là nên bỏ em ạ. Trước đây khi mà va nó xuất hiện ấy, thì anh đã từng nói một câu rồi, đấy là va nó chỉ là một cái công cụ để xử ép được dễ hơn thôi. Và va ở ngoại hạng anh nó chả có mang lại một cái ích lợi gì. Thứ nhất là xem bóng đá nó tụt cảm xúc. Cái thứ hai là đã tụt cảm xúc rồi lại còn không chính xác. Bật va lên thì quên cả vạch thì va một cái đéo. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.